Đây thì hiện tại tem vào lại cái chỗ mấy bữa đây sẽ làm cái món gỏi này. Thì đứa thì nó đi đi hái bắp chuối, đứa thì đi mua này mua nọ mua kia, đứa thì săn bắt hái lượm các kiểu đè điếu luôn. Thì khi mà chuẩn bị xong rồi thì rê lại chỗ này. Đây. Hiện tại bây giờ là 5 giờ chiều rồi. Mấy chú cháu sẽ làm một cái event là thử thách 12 giờ. Không còn 24 giờ nữa, 12 giờ. Làm món gỏi. Này. Thì nguyên liệu thì có chuẩn bị xong hết rồi. Giờ là tiết dịch không quay được. Đây giờ đây lại chỗ này. Này. Này, cái chỗ này, chỗ này là dọn mới mới dọn xong xuôi kìa. Tem thì chỉ có sư tử hình người, meo map review về Phúc Kế Hố. Và hôm nay có đại diện là Ngọc Đen khiếm thị 78 vào thì cùng diễn chung với tem đây. Đây, sư tử anh ngừ đây. Đây là Ngọc Đen khiếm thị. Đây là Meo Map Review về Phúc Kế Hố. Hết tay để xin chào các bạn rồi nha. Hết tay xin chào các bạn. Tay sao vừa cặp. Đây. Ủa, cô cầm lại cho. Cô hút máu chứ vậy mà. Cái gì hút máu? À. Không có máu luôn, máu kiếm kiệm. Lấy cái cục gạch ra cho chú ngồi sơ sơ sơ. Chuối. Không sao á. Đây. Nó ngọc bệt luôn á, thấy cục gạch. Ủa nó rẻ. À. Rồi bệt luôn. Ủa có xeo không? Đây 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 đây. Lấy cho chú Ngọc Ngọc Đen cái cục gạch kìa. Không ngồi để lớn lên nóng cây kìa. Đó, cỡ cỡ. Rồi. Ngọc Đen ngồi ngồi. Hôm nay mình sẽ đi mong rồi. Chị nhà mình nhá. Đây, sư tử về meo mập. Đâu, là nhiệm vụ là thịt đâu, chú là thịt kia con muối. Không phải. À. Không cái này từ từ đi. Từ 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 từ. Đây hiện tại team đã tới rồi. Hiện tại bây giờ là 5 giờ chiều. Đây thì mẹ bí sẽ làm cái món gỏi. Đọc nguyên liệu chính là gì sư tử anh người về miền Bắc review. Nguyên liệu chính là gì đây? Kìa, bà râu vào. Bắp chuối với lại thịt. Cô chừng nó dơ. Ờ, hốt bỏ vào. Cái nào nó... Đừng, hốt đi không? Hốt đi. Đây là bắp chuối với lại rau mé. À. Rau mé rồi. Ăn xem mà lấy đây. Tiền bánh tráng đây. Đây là hành bắp chuối với hành lại... Hành bắp chuối. Dưa leo. Ai chà. Bánh trắng mè. Như bánh tráng mì. Ui, đừng có bỏ đâu. Trong đây đâu có vô rau giúp cá đâu. Đó, dưa leo đây là dưa leo, đây dưa leo. Trong gỏi đâu có giúp cá đâu. Vậy có chứ. Nguyên một thau. Rồi, bỏ chanh rồi vô. Sốt tái rồi em. Chanh. Có chân kia. Chiếc mắm nè. Mắm nè. Chiếc mắm kìa. Chiếc mắm đổ nửa chiếc mắm này. Múc rê, múc rê. Ê, đổ hết luôn. Cái chút à. Không, múc rê chứ. Con đừng có bỏ bấy tắt người nó dính. Mà bỏ thịt chút cũng được, không sao. Đây, nguyên liệu thịt đây. Ái xà, mẹ. Thịt là mình đừng hấp dẫn, hấp dẫn. Ăn múc. Mình ăn luôn không rồi. Trời, tôi tự ăn thịt. Tự sao ăn thịt. Ăn trăng rồi. Đấy. Ô mày dạo thua sữa lắm. Chó đại luôn đi. Múc từng muỗng thôi. Múc từng muỗng đi. Đó ấy à. Kìa. Cái hố. Cái hố ăn nay đang chay rồi cái hố. Ăn chay có thịt không? Mà ăn thịt mà. Đây là Ngọc Đen. Ừ. Chào cả nhà. Này, cái cắt ớt thôi, cắt ớt bỏ vô. Rồi đó tao bẹt mang bên tay cho tao cắt đi.
Không, không rồi. Chú coi chưa. Ui dài này ngon quá. Mắm nó mùi mạnh hết chứ. Cái đó đó. Một mình cân hết cái này luôn. Một mình cân hết luôn. Chặt hả? Ăn thử đều chưa? Hả? Nói gì? Hả? Chua chua. Không có chua. Không có chua hả? Không có chua hả? Chua hả? Trong đây nó còn chanh nữa mẹ. Còn. Đây. Ừ, không chua thiệt. Đây. Không cay luôn. Đây. Không cay, không mặn, không gì luôn. Sư tử hình ngừ. Ủa chua bỏ ớt mẹ. Ớt kìa. Không cay, không gì luôn. Còn chưa? Không mặn luôn. Không mặn luôn hả? Vừa ăn luôn hả? Không, vừa ăn luôn. Chưa ăn thì bỏ mắm vào. Lẹ, múc vào cái hố. Rất là nhiều luôn. Chanh đó. Không ngon. Không ngon hả? À, kìa. Ngon nhịn nha. Nhìn cái màu mì đó, đẻ vô là nhiều màu luôn. Nó có một con bé rồi. Có vẻ mù mờ giống chú đó. Bây giờ nó rớt cái ịch xuống là không có ăn luôn nha, mèo. Đây hôm nay mấy đứa làm cái món gỏi đây. Đây là ngồi đây hiển thị. Hiện tại bây giờ là mấy chú cháu làm một cái thử thử thách 12 giờ hả? Tối nay chơi sư tử hình ngừ ở trong rừng. Ừ. Đúng rồi, bỏ vô mèo. Chơi sư tử và mèo mập review ở trong rừng. Gần đó săn bắt hai lượm đi, quê mai làm tiếp. Hôm nay hái gì chú? Có trái ở đâu mà hái? Hái tre kìa. Có ổ chim. Ổ chim hả? Chim. Kiếm đi. Chẳng lẽ mấy bữa này không có ổ chim? À, không. Được mấy chưa? Mấy bữa này tôi ngon chưa? Chưa, từ từ hết. Chưa wow. Trộn điều mà. Khẳng định đi. Không có cây. Chưa có ớt mà. Trời ơi, chưa có ớt. Nó cùng lúc dưới ta. Mở bánh tráng đi ra. Mở cho. Từ từ hả chú? Từ từ. Giờ dưới đế. Nước miếng vậy, nước miếng. Nó nhận khoái lắm rồi. Chú làm hai món không ăn đi chú. Ăn chú. Hơn giờ một nước hả? Đây đây. Lửa đi lát nữa. Không chưa? Đây đây, ớt đây mèo áp. Đây, phút phút nè. Đây. Mở ớt mèo. À. Rồi đúng rồi, lạc gì cũng được. Đây. Đi ra sư tử nè. Nóng. Là có bèo tay mẹ. Bèo tay rách, bèo tay cũng nóng. Sao? Hôm nay tí mình chấm. Ui gì vậy? Nóng được, là lét rét lên mặt chú tí á. Rét chứ con, sao mặt hiền cho con đóng vậy ép nè. Để ép mà còn vui tính nữa. Dạ, à, con cắt cái bị. Đây là cái bàn. Con cắt cái này đi. Cái gì? Ừ, đúng rồi. Con ép từ. Đây là cái bàn. Nhỏ. Đây là cắt cái này. Cái này giống như kiểu ăn lông ở lỗ như vậy. Vậy đúng không? Thời. Có cái gì làm ăn cái gì có gì ăn đó. À, cái gì ăn đó đúng không? Thời giống thời tiền sử vậy hả? Đây. Tí lại con nói nè, đưa mặt mấy con chùi cho. Ừ. Rồi, ngon chưa? Hay chà. Từ đó giờ cho chú thẩm định thử. Chú cọc đen thẩm định nha. Ừ. Mình thôi mình cọc đen không ăn được gì nữa. Bánh mè này nó ngọt ngọt ta. Dạ. Bánh ngọt mà. Ừ. Vừa ăn. Vừa chưa. Quý phán. Ngon ngon không? Vừa ăn mẹ. Để cho chú hộp đen thử coi. Ừ. À, bánh lên gói ăn ngon. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó thẩm định rồi. Trước phải chú. Đây. Ngon. Cái tay ớt. Bây giờ thêm trái trái ớt nữa đi thử. Từ. Ngon. Không có ăn được cây, một trái là được rồi. À, ok. Do mà làm lương vậy tới người khác. À, thôi đưa một cái nữa đây, cắt vô cho. Đây con bỏ gì nè, cái hố. Vừa thôi, không cần phải. Giờ mình gì bảo không thâu mà. Cái này biết vên một thứ gì không? Đậu phộng hả? Đậu phộng. À, đậu phộng. Đậu phộng rồi. Rồi, cái này đỡ. Bỏ đậu phộng mà giờ quên đi. Nè, bỏ bên đây. Đậu phộng đâu có. Không có. Rớt đây. Hay rớt cái thằng tay nha. Con treo ấy. Nãy quên chặn mua
đậu phộng nữa chứ. Nhiều chưa? Rồi ok. Để bữa sau làm món khác, món gỏi nữa con bỏ vô nha. Ok. Không, đổ đổ chị. Cái này bỏ bỏ thâu vô ăn luôn. Cái này đó thịt nè. Rồi bây giờ chị? Chúng ta cái này đó thịt nướng. À đúng đúng rồi. Chặt chặt. Quay thịt nướng đâu, hôm nay đâu có thịt nướng. Có kìa. Quê là quê là quê. Lựa lựa cái có bỏ vài cái ớt vô và ăn nhìn lan lan trời. Đây 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 đũa đây. Hay ăn bóc. Đũa đi, cái này cay á. Rồi hiện tại bây giờ đây tiêu này cũng vui khi mà để chuẩn bị những cái mà đơn giản, những mấy món đơn giản. Thì cũng mong anh chị em cùng chú bác nào mà có xem anh. Nếu mà thấy hay ủng hộ thì đỡ cho mấy tiêu em sẽ có động lực để ra những tiếp những cái video hay hơn. Đây hiện tại bây giờ cũng 5 giờ mấy, 6 thấu giờ chiều rồi. Ừ. Đây. Đây, chỗ đây. Đưa coi, đưa tao lại nhé, chú Ngọc Đen coi. Rồi, thẩm định đi. Chưa với video mà. Đưa bánh tráng thôi, tao lại cho chú Ngọc Đen ăn coi. Đây. Con gỏi của sư tử hình người hả? Con gỏi Ninh Hòa. Đây, bỏ vô cho chú Ngọc Đen. Con thích thì mua đồ về làm gói ăn, thích thao cũng vậy. Ngon. Ngon. Ngon chưa kìa. Lúc cho caramel ăn với. Đi chấm gì nữa chứ. Trời, vừa ăn luôn á. Cái miếng này bự lên, rồi cắn bánh tráng luôn đợi. Ngon quá. Không, lỡ rồi. Ngon. Đây ngon quá. Đây thì được tụi nhỏ sẽ làm món gỏi. Làm món gỏi. Ủa thơm quá. Trời chưa thơm, không thích ăn đâu má không? Nhưng mà thật cơ. Đúng luôn má là cọng cỏ. Trời thấy cái đũa rồi. Nó trong canh chua, tại nó đen đen giống cọng cỏ. Ăn bóc nó không có thẩm mỹ nên nó phải ăn đũa. Làm đây 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 cho chú Ngọc Đen đi. Bé nó bánh lớn lớn trên hồi chứ. Ngon quá. Không mềm. Mềm mập sư tử Ngọc Đen. Và hút kéo. Bữa nay thiếu một nhân vật. Bệnh lần. Ngon chưa? Đây. Đủ màu luôn, đủ màu sắc luôn. Đây màu gì chú? Màu xanh. Màu gì chú? Không biết. Màu xám hả? Đây màu gì chú? Màu trắng. Thì đây màu gì chú? Màu xanh. Xin lỗi nha, chú Kiệt bị mù màu. Cái màu nâu của con Tê kêu màu xém. Đâu con làm đây chú Tê. Đó, con chim đâu kêu kìa, đi bách đi. Bắt giờ làm thịt luôn. Giờ ăn không? Kêu bố con đi đi, đi bắt. Ăn. Bắt mấy cái tự biển nè chị nè. Chim gì? Dạ. Chim xì xỉ, chim... Có hết, có đúng quá. Chim. Thôi khá. Hồi ổng có lứa ổng đi bắt nước mà nay ổng hết bắt rồi. Thôi tha cho nó trống đi. Bắt bán mẹ đúng không? Bán mẹ, bán cho nuôi mẹ. Bán cho nuôi mẹ. Dạ con là không bao giờ ăn chim. Ăn thịt không hả? Con ăn thịt heo con mà không ra ăn thịt chim. Ăn thịt chim cút chi. Tê chi giấu rồi mẹ. Chắc là chị đi ăn xôi cút đó. Quẹ sao cứ nói vậy. Thằng sư tử mà đòi ăn thịt cút rồi không ấy. Ngon chưa? Tại hiện trường có bán thịt sư tử đóng hộp nha cả nhà. Miếng nào ngon nhất?
hồng ươi. Đừng nó dính. Nhìn đó. Đó, ăn gì phải uống gì nó mới uy tín. Uống không chú? Uống. Chào chào vui vân dây luôn. Chào full luôn. Full luôn. Full tốc pin luôn á. Full tốc pin. Lạc thì nói nhanh chú một lần. Dạ vừa ăn. Không, vừa, vừa 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 ăn á. Ngon quá. Mèo mập về sư tử là hai nhân vật chính á. Mình muốn ăn. Mình về cá hó thì lè. Giờ này chứ quản lý này chắc cho bếp trưởng. Cá hó là bên bếp nút rồi. Trong củi. Nhâm lửa, nhâm lửa. Cá hó là bên đi chợ. Cá hó là bên ăn phụ. Nó đúng, nó to vậy. Sai rồi, không đúng đâu. Quá đúng rồi ạ. Quét nè. Đây cái chung thì khi biết tới tim á thì nhờ mấy bí thằng đi quay rồi mấy cái tuổi thơ dữ dội rồi thì cũng mong anh chị em nào mà yêu quá thì ủng hộ. Sao không? Hả? Nhảy vòng đó hả? Biết. Các bạn không? Có người có mặn gì? Con có mèo chó mặn không? Đủ hết. Gặp nhà chú Ngọc Đen nữa. Nhảy vòng mà phải coi lại cái quần đó mà nó tét quần. Chú này trù không à. Chứ cái hố mấy bữa thấy nhảy mà như là bị mắc kẹt vậy đành đạch đó. Bữa hồi bữa đọc mà bình luận trong ai. Trong có cái gì nó mua gì Phật vậy. Đây vui, nói chung là mấy bí này cũng tội. Thì gia đình nói chung là cũng dở mến là hợp tác với Tí Kiệt ra những cái thước phim và những cái video như thế này. Đây thì nói chung là Cặp Đen này cũng mến mộ mấy tem này cũng vào. Và Tí Kiệt cũng cảm ơn tất cả anh chị em ở trên kênh của Tí Kiệt đồng hành đó. Đây để cho ra những cái video này hay hơn và tốt hơn. Nói chung là chủ yếu là đơn giản thôi. Vì mấy bé này thì cũng không có xài điện thoại này, cũng không có gì hết, toàn là chơi những người chơi cho nhân gian, nào là nhảy dây mới nãy vượt cỡ xong. Nói chung là video thì có gì ăn nấy thôi, đơn giản. Giờ muốn tôm hòn cua hòn đớ thì phải chịu view rồi mới ra mới có cua hòn đớ. Là mọi người đăng ký nha, mọi người đăng ký. Em nhiều mập cưng chưa, cưng xíu. Đây dữ kiên được, nút quá trình luôn. Chú Kiệt đây dữ kiên được, nút bạc quá. Dữ kiên được. Nút bạc. Hôm nay Mai Sư Tử là nút đồng. Thôi giờ chắc mình luôn nút đồng rồi chú. Phút lên điện thoại nào. Hả? Tiền rồi. Biến nhá bạn. Đây nè, đây nè. Còn mà bánh tráng này ngọt ngon chứ, bánh mèo này làm ngọt. Đây cho chú Ngọc Đen miếng đi, bự như này nè, chú Ngọc Đen ăn đó, kiểu kiếm gì đây, cho thịt vào đó rồi ok. Nè chú ăn hai miếng nha, ăn hai miếng được, ăn miếng chú. Chú tí ác lắm. Thấy không, bè con ăn hiếp cho giống cái bồ cào vậy thôi đó. Mấy tuốt hả? Mấy tuốt lúa hả? Đứa mấy tuốt lúa không? Edamin lúc nào cũng cho caramel ăn gì? Cho caramel nhịn.
Ừ. Ăn ít vậy đi. Đúng á. Cái kẹp chứ. Cái đâu có. Cái đâu đâu. Cái ruột gì nữa. Con thích uống nước sạch. Con uống thích uống nước rau mé cho con thích ăn rau mé. Ừ. Rau mé uống nó nhét. Đắng gì mày. Uống nước rau mé uống ngon mày. Mày nhét. Mày muốn đâu đi. À, à, à. Coi bệnh không. À ánh đầu. Nước rau mé uống vừa ngọt vừa thanh mẹ. Nói đến mẹ. Gương cháo ấm rồi không cái này hay ấm rồi cười với một cái cho ăn thường cho ăn cháo ăn cháo luôn ngon chút bây giờ chưa ăn đại chứ nào chưa ăn đại chứ đang hấp tôm nãy giờ giờ mà nó quý quý nghĩ chưa ở khóc không? Mấy con bè khóc lè quá trời. Đây là con tôm khóc đây hả? Đó đó. Bà phai bẹt tay. Bẹt tay hai cái. Mày vừa bẹt nó vừa kêu quý. Ngon quá. Ê gì nó còn mấy con bè nữa đây. Đây chú. Thật là ăn rau đỡ không? Con thương chú lắm á. Không có thương thiết gì trơn á. Hổ leo, hổ leo. Cái đầu mé chú ăn nha cả nhà. Ăn cho mau có mé. Ủa, mà sao? Chú có mé. Ừ, ăn mau nhỉ. Ăn chú. Ăn cho mau có sữa. Ừ. Chơi giống ông thợ. Ừ. Đúng rồi, trên thế giới có mình ông thợ. Ờ, cho chú miếng nữa, không ăn rau nữa. Không ăn rau nữa hả? Ừ. Cho chú miếng bánh tráng nữa. Rồi, hai ông chú mình bự lên mình chứ còn nhiều mà đúng không đây chú nè nè có đó mà lâu gì đắng nhé lâu đắng nhé đầu mé đầu con á đầu mé đắng nhé à đầu mé uống đắng nhé bữa sau đừng có mua đầu mé làm gói nữa mua đầu con đi à mua đầu bê đi cà rốt hành tây hai đường hành tây nữa hành tây với hành củ hơn hai củ ăn cây quá thôi được rồi trời mua bánh cây mà một thâu rồi hết rồi ở bên một chẻo rồi hết rồi cái nước sốt nó ngon ngon mấy quên tới giờ nè cái tô của mẹ con ăn hết rồi. Đúng là ngon để cho mẹ đó ngon quá đây cả nhà rồi được là mấy bí đái rồi món rồi ăn thịt nó mới ngon ăn thịt ngon giờ muốn cho giờ muốn cho cho này vô ba ớt nhiều vô ăn cho con la ngon quá không ngon ngon tôi nay chỉ về kìa chú gạt cái gì dối con dưới thâu kìa bậy bẻ sức đúng chú kìa nãy nào có điên ai kêu gì tư chỉ cái chi không biết nữa cho Ni ăn cây được không cho được chị Ni đi ăn tương ớt chiên chua đừng nếu không ăn cây cộng còn quá anh mở một bát đây một thâu em cũng ý là chú le dở mà cuối cùng cũng sạch bóng luôn từ bỏ bỉ bánh tráng vô ngâm nước về ăn ngon này chà đây nè sâu nè cũng mấy ăn hết luôn đi ừ ờ lấy ra chị lại đúng rồi quất cú cuối cùng đó là từ đó là mới ngon dãy đành đạch luôn á cái gì nhiều quá tí ăn có nhiều vô cái gì không biết không vô tí vậy gì ba hết vô cho tôi tí cái gì bao nhiêu vô mẹ nói sao cũng có lì bao nhiêu vô coi yeah. Chú tí gì mà chú ăn. Tí mẹ con mời chú một miếng bánh tráng nè mẹ mèo á bánh tráng ngon quá ngon chút kìa ừ các con cứ từ từ mỹ xèo lên không mấy kìa không mấy ừ đúng vậy
xếp bánh... con cứ từ từ mẹ xèo lên cho ăn mày xèo đi. Ăn liền nó bấy. Bánh chén xèo không? Ai chưa? Ngon chút kìa, đúng chút kìa mấy. Giòn giòn chút chua. Giòn giòn chút chua. Được 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 được. Nó thấm vô em. Đợi đó. Chịu ăn chịu ăn. Con rồi, cuối cùng là cũng đớp xong. Món ngon đơn giản dễ làm. Nhà ai cũng có, không làm gì trơn. Đi ra ngoài vườn chuối của nhà mở bê á, bỉ nguyên bắp chuối vô. Không, hai ba trái rồi ăn nó sướng. Ngày mai mình đi hai chặt cây chuối á, chuối trộn á. Rồi mình ăn cái lỗi của nó hả? Đây. Ngon lành cành đèo luôn. Nói chung mà tụi nhỏ làm món gỏi cũng rất là ngon. Món gỏi cũng rất là ngon đây. Giờ đèn tối rồi. Rồi chắc video là cô Tí Giật đến đây có thúc rồi nhẹ. Nếu mà ai yêu mến chia sẻ đồng đã nhiều người biết đến hơn. Ở đây là Ngọc Đen. Thì tới chỗ Tí Giật và làm chung với team này. Tôi cũng cảm ơn tất cả anh chị em luôn đồng hành ủng hộ rất là nhiều. Anh chị em nào mà có ủng hộ gì cho team á thì cứ liên lạc với Tí Kiệt dưới phần mô tả.